Hey, hello anh em, mình là Bay Bay đây. Thì hôm nay là ngày thứ 8, ngày thứ 9 gì đấy, chơi game Call of Dragons. Thì hiện tại tình hình là khá là khó khăn. Tài nguyên của mình bây giờ đã cạn hết rồi anh em. Mấy ngày nay đánh nhau nhiều quá. Tài nguyên tài nghiệp hết rồi. Sức mạnh bây giờ là gần 726.000. Mình vẫn còn rất là nhiều lính ở trong viện. Nhưng mà hiện tại là năng là đánh nhiều quá tốn lực quá, mà mấy ngày nay đánh mình thiệt rất là nhiều. Mặc dù số lượng mình kêu là 550.000, nhưng mà khi đánh nhau thì mình thua khá nhiều, tại vì bên địch có khá nhiều T4 anh em ạ. Mình thì cầm vẫn mình vẫn dùng lính T2, T3 thì mình chưa lên được, nên là mình cầm T2 mình đánh T4, nhiều khi đánh toàn thua anh em ạ. Đánh mặc dù là mình đánh nó đánh kiểu đánh đánh trực tiếp đó, mà nó đánh nó chỉ phản công lại mình thôi ấy. Mà mình vẫn thua rất là nhiều, nên là rất là khó đánh. Mặc dù đây chơi mà mang tiếng là cầm một đạo khỏe nhất đấy nhá, một đạo khỏe nhất ra đánh một thằng T4 của nó mà toàn bị ăn 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 hành thôi. Đánh rất là khó, địch rất là đông, bên nó rất là nhiều T4 rồi anh em ạ, này rất là khó rồi, trên 4-5 triệu thôi. Bên nó nhiều, lịch bên nó to quá. Bên nữa là bên địch rất là đông, 4-5 clan đánh bên mình liền, mà đã thế chúng nó còn phá không cho bên mình farm nữa. Bây giờ farm mình chỉ có farm mình chỉ dám farm có độ tầm vài trăm lính thôi. Farm rất là ít lính, 636 lính ấy. Farm ít lính anh em, có gì farm về sớm đỡ chết, mà farm bị nó giết thì không thu nhập được. Nào, farm thiết là rất là khó khăn, mà bên mình còn có một tí mảnh đất này thôi mà bao nhiêu người farm liền, nhiều khi không có tài nguyên mà farm nữa. Nên là cái cuộc chiến này mình cảm thấy là bên mình chắc không thể kéo dài được lâu nữa anh em ạ. Tình hình này chắc không đợi đến đầu một được đâu á. Tình hình này không biết giờ tính sao thôi. Không đợi được đầu một là không có xa được, không sang được vùng kia ấy, không sang được vùng kia là không thay đổi thế trận anh em, mà bên vùng bên này là không có nhiều địch lắm, mà không có nhiều liên minh lắm anh em, rất có ai có không có clan nào khỏe để đánh được bọn này. Bên này clan cũng chỉ có 30 triệu 40 triệu, chắc không giúp được bên mình, có khi bị còn bị nó đánh nhau. Xong rồi nhiều người bỏ nữa, một con cá heo bỏ anh em ạ. Chú cá heo này đã ra khỏi clan bán được cao, sau mấy ngày đánh quá mệt mỏi quyết định chuyển sang server khác và bán được cao của server bên bên này. Còn lại mỗi ông này mày đánh thì vẫn máu, nhưng mà một mình đánh thì là không lại, một mình ông này đánh thì không lại nhau. Mình cũng thấy bây giờ là đánh 23 hay 24 triệu rồi, nhưng mà bây giờ cũng tức chỉ 7 triệu thôi. Bên nó gặp gặp mấy thằng 4-5 triệu nó quay về phát thì cũng chết hết anh ạ. Thằng này nó vào nó quay cho ông này đánh nó lại, mình cân không lại anh em ạ, rất là khó. Lực của mình cũng cạn rồi, mình cảm thấy là đánh đến đây là mình cố lắm anh em, bây giờ cũng chỉ cố gắng là giữ lực thôi, bất giữ lực kiểu gì đó. Sắp sửa nó đốt đến đến nơi rồi, nó đốt đến đây là bên mình thua. Không biết kế hoạch tiếp theo như thế nào, cố trụ lại đây không, đợi đèo một mở hay là sẽ đi đi, đi đâu. Mình giờ muốn đi cũng đi được, tại vì không có cái dịch chuyển anh em ạ, đi rời thành phố là cái thứ này là mình không còn nữa rồi. Bây giờ muốn mua là cũng phải vào nhà vào cửa hàng liên minh mua, cũng tốn rất là nhiều tiền. Tiền liên minh 300.000, chưa đủ 300.000 anh em ạ. Đi rời thành phố tắt đéo được đâu, đầu đầu trận là đầu mới chơi mà bị như này kiếm di chuyển đâu mà di chuyển đâu, game cho di chuyển dễ dễ tí, di chuyển hơi khó, game đúng là game hút máu anh em, khá nhiều người lại bỏ clan lắm thứ anh em, không biết là còn cầm cự bao nhiêu lâu nữa. Hiện tại thì mình đang VIP 7 rồi, cố gắng lên VIP 8 trong vòng mấy ngày nữa. Đang lên nhà đại chỉ tại thành chỉ huy đang lên cấp 15 này. Mà lên xong này là hết tài nguyên rồi nhỉ, nó có đủ tài nguyên để làm gì không. Bây giờ đang cố gắng lên mấy cái tài nguyên, mấy cái nhà kho sở trúc tiền đúc các thứ trong thành phố thôi,
để tự tự tạo tài nguyên thôi. Chứ còn mà đi farm bây giờ farm không lại. Mình không dám farm nhiều anh em ạ. Giờ đi ra farm chỉ farm độ tầm mấy trăm lính ra farm thôi. Chứ farm nhiều quá là giết. Không có thời gian canh anh em ạ. Nếu mà đưa đạo lính to ra farm là phải canh, chứ còn để lâu nó vào nó chém, vào nó giết hết. Nó vào giết hết lính farm. Và đánh. Không biết thế nào không? Tình hình này khá khó khăn, không biết có sống qua nổi cái giai đoạn khó khăn này không. Sau khi đèo mở ấy, thì có một gọi là một cái gọi là phần mới, gọi là phần hồi sinh. Và khi làm hồi sinh này là mất mất rất là nhiều, mất hết tất cả những cái gọi là nghiên cứu ở cái bảng thông báo anh em này, nghiên cứu ở chính sách anh em này. Mất có lên làm cái hồi sinh nữa không à? Đang suy nghĩ à. Mà tình hình ở lại đây không biết có sống được không anh em ạ. Tình hình này khó khăn này. Biết vài ngày tới không biết có đủ, biết có biết thế nào này. Vài ngày tới mình chắc chỉ mình ngồi xem thôi anh ạ, chứ hết tài nguyên rồi, có muốn đánh không đánh được. Địch giờ nó mẹ 45 clan nó đè lên này, ngày nào cũng đè, ngày nào cũng đập cho như này chết rồi. Mà đánh giờ chúng nó đánh toàn T4 thôi, mà bây giờ thằng nào bên nó nhiều thằng nạp tiền, nhiều thằng ấy, nhiều thằng nạp tiền anh em ạ. Thằng nào mà trên tầm triệu bây giờ là đều nạp tiền hết anh em ạ. Bên nó thành viên nhiều đứa nạp tiền quá, đánh rất là khó. Bên này thành viên nó toàn mấy thằng nạp tiền thôi, hàng triệu mấy tán đánh là tan trọng mấy thằng 3 triệu 4 triệu anh em ạ, 9 triệu 7 nữa rồi. Má, đánh quá khó để đánh à. Chịu ơi. Hy vọng ông trời thương có cách gì giúp tôi anh em ạ. Và cảm ơn anh em xem video nhé.